Ôi, chào mọi người quay lại với kênh của Alex. Hôm nay Alex quay lại chiếc xe 0525 ở bên Đồng Phú. Xe này là của ông Phó Chủ tịch Đồng Phú hay đi nha. À, chiếc này là mình đã trúng đấu giá rồi nè. Thì giá đợt trước cũng nói với mọi người đó, giá thì nó cũng hơi căng một chút xíu, nhưng mà xe mình đi có nguồn gốc bằng là chủ tịch bí thư đi, không mà mình đi thì mình cũng giống mấy ổng thôi, cũng là đẳng cấp của chủ tịch bí thư chứ không phải rất là tốt nha. Đó thì thôi để không có nói nhiều rài dòng nè, tích đi quay một vòng hết cho tất cả mọi người coi nè. Đây là chiếc Altis 0525. Quay lại một vòng cho mọi người coi. Nó ở trong cái nhà nó còn sang trọng lắm nha, có bảo vệ đàng hoàng đó, không phải ai muốn vô là vô đâu. Giờ ở đây nó cũng hơi chật chội á, mọi người coi nè, khá là chắc chắn. Chiếc xe này đẹp ghê, xe này chắc chắn quá đó, quá trời đẹp luôn. Nhưng mà cái da nó cũng da xịn đó, đó. Mọi người coi đang cho chỉ rất là còn zin hết nha. Đó, gấp lô, ui cho cái mùi nó còn thơm lắm. Đó, bãi này rất là đẹp, chắc chắn nè. Ở đây nó chặt quá, rất quay qua vòng bên kia. Nó bóng máy lên cho mọi người coi nè. Đó, con này thì 2.1. Con này khá là đẹp nha. Đó, nó nghĩ nó ra còn bình bọng đó. Cái này rẻ trong này thì như nó đồng bởi nó còn sử dụng khá là đẹp. Ốc ác máy móc thì nghe nói thì cũng có làm sơ sơ rồi, nhưng mà thôi, nhà nước người ta làm như thế nào là cái chuyện của người ta, còn anh em mình ở đây mình nhìn nhau á, mình nhìn máy móc nhờ anh em thợ thì có thể đoán được bệnh luôn. Anh thì cũng không có rành lắm đâu, nói chung là cố gắng quay kỹ cho anh em cùng nhìn thôi, có gì là chỉ dạy lại Alex nữa. Đó, trước khi mình quyết định mình xuống tìm mà chú Win chú biết con nó này nè, mọi người coi nè, kho nó lại mình kiểm tra nha. Đó, giờ vô keo kỹ nè, cái này không có cấm được rồi đó, nó còn zin hết mọi người. Cái da này Alex rất là thích nha, màu da này hoặc ra cà phê sữa đó, nhìn nó đẹp lắm. Đó, nhìn nó đẹp lắm, hết bình luôn à. Để coi cái cọc bình như thế nào. Đây mọi người, quá trời đẹp luôn, chắc khừ ha. Con này đẹp thiệt. Đó, con này đẹp thiệt. Cọc bình nó sao mà nó không có điện. Nó hết thật điện luôn đó. Thì máy móc lồng bệ thì mọi người xem hoặc cho ý kiến. Bắt quay cái phần gầm này, con này để trong này khá cứng, đang còn xe, nói chung là đang còn sử dụng cái sao á, của xe của bí thư mà, phó bí thư, phó chủ tịch, ổng hay đi con này đó. Anh em nào ai mà biết phó chủ tịch chủ của xe này á, còn cũ quá, thì nên tham khảo ý kiến của sếp, bởi vì xe của sếp đi thì sếp sẽ biết rất là rõ. Cố gắng quay kỹ nhất cho mọi người thôi.
giờ cơ quan nhà nước sắp tới giờ người ta đuổi mình ra ngoài rồi. Chủ xe thì chủ xe chứ cũng đâu có phải là thần thánh gì đâu. Đó. Xe nó hết bình là không có nổ được. Đây mọi người. Wow. Cái mùi nó còn thơm ghê. Quá trời thơm luôn. Đã thiệt. Nói chung là mình ngồi đây thì mình cũng giống như ông bí thư thôi, ông phó chủ tịch thôi. Mọi người thấy lắp giống ông phó chủ tịch thôi. Đó. Ôi, phó chủ tịch thì phó chủ tịch nhưng mà ở trong này nóng quá. Không nổi. Còn ghế chỉnh điện. Gương chỉnh điện thôi chứ không phải ghế chỉnh điện. Lớp nói tào lao rồi. Gương chỉnh điện, ghế chỉnh tay thôi. Mình quay cái cốp cho mọi người coi sao. Bình xăng này. Mở bình xăng này. Bật một cái một. Cốp này. Wow. Cốp quá trời rộng trên tay. Thật sẽ này. Khỏi cái trong coi. Cái trong. Đó. Thấy không? Có khuyến mãi luôn. Nếu như mà mua nha. Khuyến mãi luôn cái bộ hay lắm kìa. Quá đẹp mọi người. Ốc ác. Nhìn dưới hết này. Đèn khỏi bàn. Quá trời đẹp luôn. Hình như có cái câm không? Cái xe trước mà nó có cái câm, xe này không có câm. Đó, hai bảng nó giống nhau hết, 1.8. Xe này nhìn nó sạch hơn. Sạch hơn thôi, nhưng mà chất lượng thì ở lớp kỹ ngang nhau thôi. Anh em nào nhanh tay thì trước em nó về. Có nhiều người á, sau khi mà thấy cái clip mà lên trên kênh rồi ấy, rất là tiếc. Tôi cũng tiếc lắm. Cái đèn áp tiếc rất là đẹp mọi người. Quá trời đẹp luôn. Ôi, giờ cũng khuya trưa rồi, hết trưa rồi. Thì cũng không có quay được nhiều. Đó, thì sắp tới giờ cơ quan nhà nước người ta nghỉ. Nên là ở lớp cũng không có quay được nhiều á, thì tôi cố gắng quay nhanh nhất. Tự xe nó cũng đẹp lắm rồi, cũng có gì để coi nhiều. Dàn khung bệ nó cũng tương đương rồi. Có đôi chỗ nó mục mạc trong thời gian thôi. Còn bánh lốp này kia thì là 4 tháng đĩa hết rồi. Còn này là cao cấp rồi. Nó là cái gì? Thôi mọi người coi thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ lớp nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi mọi người. Đây là chiếc máy của chiếc 0525 ở Bình Đồng Phú nè. Thì lớp của sẽ quay lại gọi là sơ sơ cái dàn máy cho mọi người, còn video dài hơn mọi người coi trên kênh YouTube nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi.